thưa bị nọng, trang bứa hết nẻm chương trình mục tiêu quốc gia hết nông thôn mới, mái cả tiêu chí sổ tài phép chết, mửa môi trường, nắm cần lai chèn bổn, tọ tèo đẩy ngòi, lẽ hết trang bại tiêu chí chăn khỏ, rai hết, tối sáu bại tỷ phương của tỉnh Bắc Cạn. Nhọng bệnh cần đẩy chính quyền và thuận thầy bị nọng quyết rim và xài căn óc lành hết, trắng đẩy. Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn đang cẩn khoái hết nềm lộ trình hết nông thôn mớ rú tỉ cả canai xạ đã hết đẩy ship tành ríp cầu tiêu chí hết trang bại tiêu chí đang đẩy xạ mỹ thanh óc lẻnh hết xong trang pin nảy tỷ lệ tiêu chí môi trường Ré hết đẩy bẹn tì chính quyền xạ đã tuyên truyền lọng liệt vì nọ hết đây bại giường cẩn xíu bẹn phát kén quét tọn tàng kha bản hết lò chít bông nhảm nhác rú tứng lườn nhỏm lườn lọng liệt bị nọng hết bại công trình đai, bệnh lườn tiêu hạp vệ sinh, chuyển làng cọc liện tu cúa, óc tí rung khoáng, rú quây lườn. Mái cạ đã đẩy son cạ, tọ xe hết đẩy tiêu chí nảy rú xạ Mỹ Thanh, le nắm trừ cạ ngài. Vì cả này mượt thom vạ xử lý nhảm nhác, nạm thải, vận sằng đẩy đây. Với, uh, tiêu chí Tối 6 tiêu chí môi trường, trường lè ăn pi xả cùng họp ban chỉ đạo xe ngòi mi bài việc hết lò láng bền xây lò chít bông nhầm nhát son cà lòng lịch bình nòng thông nhầm nhát hết làng cọc liền tú của hưởng mắn sơ xoáng nắm xe nằm thải hết ô nhiễm môi trường sở sáng Cả này tăng tỉnh Bắc Cạn, trắng mình nhìn rít xả rí xạ hết đẩy tiêu chí sổ ríp chết mửa môi trường và ổn tỉnh của kinh trang hết nông thôn mới cốc co lè rú bại tỳ phương trang tỉnh, bại thình nhằm nhác khen, xay đẩy bại lườn, táng xử lý, bằng cách chít bông, phăng lồng tở đinh, lự vít ván, óc sảng lườn. Dương cáo quán thêm, lè phấn lai nặm thải dùng ăn vằn, liện tu cúa, nặm thải trang bứa hết tiểu thủ công nghiệp, xay lôi óc bại búng sở sảng, lôi khẩu thông hồ, tà khuẩy, vạ sang đầy xử lý nèm quy định. cái này dù búng kha bản, Ết lệ rú bại bản búng rung, búng quây. Phấn lai làng cọc liện tu cúa, vận xăng đẩy hết mắn chắn, tạm bợ. Dương đảng sau hí lẽ ca này. Vận mì sổ lườn, xăng mò vài pét cái, rú tở làng, ngòi chăn cạ thảm khá. Sau hí hết ô nhiễm môi trường, vạ sau hí, tải thân bại thình tình bài pét. Mái cạ mì sổ xạ đã hết đẩy tiêu chí môi trường, tọ vận xăng đẩy chướng ngòi đây cốc co lẻ mịt sổ cần, vận thóc, hỉa nhằm nhác, rú sở sảng lườn, tà khuổi, rú tỉ phương. Tiêu chí số thiếp chất, mưa môi trường, đầy xả thanh vẫn ngoài là tiêu chí khó. Mãi cả nắm cần lai trên bốn, vẫn lai là tuyên truyền lòng liệt thép bị lòng chắc và say căn chứng trực tỷ kinh tỷ rú hử lơ. Lòng liệt bị nòng say căn quét toàn tang với tèo, lươn làng, khẩu văn nhì thiếp hạ ăn bươn, nem quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tìm vuông đà lòng liệt bày cơ quan đơn vị, Bên trường son, ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xe hết. Thành lập bài ban chỉ đạo và bài tổ tuyên truyền lòng lịch biển nồng ăn bươn, xài căn, phát cánh, quét tòn tang bấy tèo, lươn rú và chứng trực môi trường bằng cách nằm mày chứng trực tài nguyên thiên nhiên. Quá ngòi hử hăm, tối sáu bại xạ sang hết đẩy tiêu chí môi trường, lè nhòn sang mị kế hoạch lọ láng. Phấn lai lẹp phối bác đai, mái cạ đạ lọng liệt tuyên truyền hử bị nọng, mưa vệ sinh môi trường, tọ tèo xăng mì công trình, xe thom xử lý nhảm nhác, nạm thải rú thị Phuông nhọc bệnh mưa tuyên truyền son cạ, xe chướng trực môi trường, dù búng kha bản, vận xăng đẩy đây, bệnh ngờ sưởng. Mưa tiêu chí môi trường, xà đã ban công cán bộ, lông tứng bán xe son cả hết. Tứ bừa đầy không nhận chuẩn khẩu pi song xiên xếp chất thân này, đã mì lai tối táng giá. Nhân bài lươn sang hết đây, chính quyền xà, theo lòng liệt son cả phía nòng, xài căn chứng trực tỷ kiến rú thử sau đây, còn xếp hở sức lành. Bài tổ chức hưa văn công, xài trang lươn hết lo chít phong nhầm nhát nhang trên ngân sách của xã lè nắm mì khe hưa tròi nào. Cả này, bại dương đã hết của tiêu chí sổ thích chất mửa môi trường xú tỉnh Bắc Cạn, vận sẵn đẩy đây, nhàng lai cả cạn khó khăn. Ái hết đẩy tiêu chí môi trường và vệ sinh của kinh trang hết nông thôn mẫu, dương cần diếu lè chính quyền cơ sở, bại tổ chức chính trị xã hội và thuần thảy bình nọng, liều quyết rim, đò hưa căn hết sáng đầy